Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Dương Cẩm Linh từng suy nghĩ tiêu cực về nghề diễn, mỗi đêm chỉ ngủ một tiếng. Xuất hiện trong chương trình Phụ Nữ Ngày Nay với tư cách khách mời, nàng đầu bếp Tuất Ngọc của tiệm ăn Dì Ghẻ đã có những chia sẻ đầy thú vị xung quanh chủ đề đừng chờ đợi, hãy tự tìm may mắn. Nữ diễn viên Dương Cẩm Linh vừa góp mặt với tư cách khách mời của chương trình Phụ Nữ Ngày Nay phát sóng trên truyền hình vào ngày 6 tháng 10 cùng với nam diễn viên ca sĩ Giai Quân và chuyện gia tâm lý Kim Ngọc trong chủ đề đừng chờ đợi hay tự tìm may mắn. Chia sẻ về khái niệm may mắn ảnh hưởng tới đời sống của bản thân, Dương Cẩm Linh cho biết, với tính cách của mình tôi luôn tích cực vận động trong tất cả mọi tình huống. Ngày xưa khi đi du học ở nước ngoài tôi đã rất bỡ ngỡ thời gian đầu tiên, nhưng ở đó 5-6 năm tôi cảm thấy tất cả mọi thứ đều do mình, tôi phải tích cực và nắm bắt lấy cơ hội thì sau này mới có thể có được những gì tôi mong muốn. Trải qua không ít gian nan khi với nghề diễn, nhất là giai đoạn phim truyền hình gần như bị khán giả bỏ rơi, Dương Cẩm Linh tiết lộ bản thân cô luôn phải học hỏi từng ngày để không bị bỏ lại sau lưng. Bên cạnh đó, niềm đam mê, sự tâm huyết với nghề chính là chìa khóa để Dương Cẩm Linh kiên trì vượt qua khó khăn, theo đuổi đam mê bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Nghề diễn rất cực, nhất định phải có sức khỏe tốt mới theo được. Những ngày quay đêm liên tục, tôi chỉ ngủ được 1-2 tiếng ban ngày, chưa kể đến những bầm dập sau tai nạn trong nghề. Vì vậy tôi luôn chú trọng sức khỏe để có thể đảm đương tốt vai diễn của mình. Làng đầu bếp Tuyết Ngọc của tiệm ăn Dì Ghẻ nhắc về những khó khăn mà cô đã nếm trải khi làm nghề. Dù luôn cố gắng suy nghĩ tích cực nhưng Dương Cẩm Linh cũng tự thú nhận tại chương trình rằng từng lúc cô có cảm thấy rất tệ. Tôi đã từng trải qua một thời gian cảm giác rất khó khăn với nghề diễn, suy nghĩ cứ bị ám ảnh bởi những thứ tiêu cực, lúc ấy tôi đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh mình, kéo theo từ đó công việc cũng bị trì trệ theo. Chừng nào tôi thay đổi được suy nghĩ của bản thân thì cá nhân mới tiến lên được, chứ không phải chờ đợi vào may mắn. Như Trang của Khi Thân Chủ Là Người Tình tâm sự. Bên cạnh đó, Dương Cẩm Linh cũng đã rút ra quan điểm đừng có sợ mình sẽ làm được. Sau khi đoán trúng con rắn chai nước suối ở thử thách trò chơi lặn dưới bang để tìm mục đích, cùng với khách mời của chương trình, đặc biệt là diễn viên còn dí dỏm trêu đùa bắt hot Niu Hà Trinh phải tham gia thử thách này để thấu hiểu cảm giác của mọi người. Sau khi Oan Trái Nghĩa Tình đóng chung cùng Minh Luân kết thúc, Dương Cẩm Linh đang phủ sóng truyền hình với bộ phim Lai Tình Yêu Thời Trang Khăn Rằn. Ngoài ra, nữ diễn viên tiết lộ hai vai diễn rất độc đáo, mới mẻ cũng là nhân vật mà cô tâm đắc và trông đợi nhất từ trước tới nay trong hai bộ phim mới Tiệm Ăn Dì Ghẻ và Khi Thân Chủ Là Người Tình của cô sẽ được giới thiệu đến khán giả vào thời điểm cuối năm 2019 tới đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.